Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày khai giảng, nên hôm nay ông La Pa Vin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, sẽ xuống hai bản Na Nhu và Sa Vang gặp gỡ bí thư, trưởng bản để nắm số liệu các em trong độ tuổi đến trường. Bởi ở các bản làng vùng sâu vùng xa, các em thường theo bố mẹ, anh chị đi làm ăn xa. Nếu không có sự quan tâm sát sao từ chính quyền địa phương, các em sẽ không kịp có mặt ngay từ trường. Đầu năm học khó khăn nhất là vấn đề là vận động các em học sinh quay trở lại trường lớp. Có em là có theo bố mẹ lên nương rẫy, theo các anh chị đi chơi ở các công ty, các doanh nghiệp ở nơi xa. Thứ hai nữa là vấn đề là đảm bảo là trang thiết bị thiết yếu cho các em học sinh như là sách vở, giấy bút, các thứ. Về một số khoản là sắm sửa quần áo mới cho các em đi học, vì đây toàn là học sinh là toàn thuộc huyện hộ nghèo là 100%, cho nên cũng rất khó khăn. Còn tại cụm bản Khe Nóng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, nơi có 100% đồng bào Đan Lai sinh sống. Ở đây chưa có điện lưới và cuộc sống người dân vẫn gặp muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, ngày càng nhiều con em của bản học lên cao. Gia đình chị Viêng Thị Phóng có 2 con đang theo học cấp 1, cấp 2 tại điểm trường chính, cách nhà 3 đến 4 km. Chị Phóng nói, mình phải đi tìm hái những búp măng rừng về bán để lo cho búp măng non nhà mình được tươm tất đến trường cùng bạn. Học sinh hắn cần cái chi thì cũng phải chuẩn bị cho hắn, để cho hắn đi học, cho bạn bè hắn có cái chi thì mình cũng có, mình cũng đi mượn, đi vay để cho có cho hắn trên đi học. Với đặc thù vùng bãi ngang, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa không thể đáp ứng được yêu cầu tu sửa, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học cũng như đầu tư trang thiết bị dạy học. Chính vì thế, ban giám hiệu trung học cơ sở Tiến Thiết, huyện Nghi Lộc đã chủ động trong việc chuẩn bị cho năm học mới trong điều kiện có thể, nhằm đảm bảo tốt nhất yêu cầu dạy và học. Hệ thống các phòng học tin học, tiếng Anh, phòng thực hành và khuôn viên sẽ được vệ sinh và chỉnh trang đẹp đẽ để đón các em trở lại trường vào dịp cuối tháng 8 này. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu với Ủy ban huyện và phòng giáo dục để bổ sung thêm giáo viên đang còn thiếu. Vì theo như đỉnh biên thì hiện tại chúng tôi đang còn thiếu đến 4,5 giáo viên cho trường. Mặt khác chúng tôi tập trung để bổ sung về cơ sở vật chất, về bàn ghế còn thiếu, rồi một số cái trang thiết bị dạy học như bảng, rồi các cái tivi phục vụ các cái công nghệ để cho em lớp 6, lớp 7, đặc biệt là cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới, để các em tiếp cận với cái chương trình một cách tốt nhất có thể. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự quan tâm lo lắng của phụ huynh và sự nỗ lực của mỗi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo kêu gọi vận động hỗ trợ từ nhiều nguồn để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học khang trang, hiện đại, đặc biệt chú trọng các trường miền núi. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước cùng Tập đoàn Trung Nam Group đã tài trợ trên 200 tỷ đồng dành cho ngôi trường vùng cao này. Tập đoàn đã hỗ trợ cho trường xây mới là 44 phòng học, tất cả trang thiết bị như bàn ghế, để tivi màn hình tương tác. Hệ thống phòng học này thì còn được đầu tư cả cái phòng học tin học, âm nhạc, mỹ thuật, nhà đa chức năng, nhà hoạt động của hiệu bộ. Năm học mới đang đến gần, cùng với niềm vui của các trường học được xây mới, nhiều trang thiết bị hiện đại được sắm sửa, thì vẫn còn đó nhiều nỗi lo khi vẫn còn rất nhiều những phòng học tạm, thiếu nhà bán trú, khi số lượng học sinh sáp nhập về điểm chính, thiếu phòng học tiêu chuẩn để triển khai chương trình giáo dục mới. Năm học mới với nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều nỗi lo và cả thách thức đang đặt ra cho giáo dục Nghệ An cần tiếp tục có các giải pháp đột phá trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời gian tới.